Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh chào anh em. Trong chương trình hôm nay xin giới thiệu với lại anh em một cái mẫu giò bẫy cu nhá. Giò bẫy cu bằng cước, hay một số bác ở trong miền Nam thì gọi là cái giò bẫy cu bằng bằng dây gân, bằng gân nhá. Đây. Cái bộ này là bao gồm có 10 chân để trong một cái cuộn xốp dưỡng như này. Cái này đây là để cho nó bung ra, nó dưỡng cho cái dây cước của các bác được tròn nhé, hay được tròn. Đấy. Thế đây là cái nguyên một bộ thì sẽ cài theo cái dây miếng đai xốp dưỡng này cho các bác luôn nhé, để cho cái sợi sợi thòng, sợi giò nó được tròn. Thế đây là gọi là bộ giò mấy cu gáy nhé các bác nhé. Thế đây là một bộ tôi đã tháo ra chi tiết này cho các bác xem nhé, để cho các bác xem cho kỹ này. Đấy. Đây nhá. Cái này ấy, chất liệu là bằng cước nha các bác nhá, bằng cước. Đợt này ấy, là bằng cước màu hung vàng ngụy trang. Đây các bác nhìn này. Nó gần như là tàn hình luôn đấy. Đây các bác rất là khó nhìn nhá. Đấy, độ ngụy trang rất là cao. Màu hung vàng, màu như là màu tàn hình ấy. Đấy. Đây. Hôm nay là cái sợi cái giò cu gáy này bằng cước nha các bác nha. Cái chân cắm ấy là bằng thép, chân cắm bằng thép nha các bác, chân cắm bằng thép. Cái dây dù liên kết này, dây dù liên kết giữa các chân nhé, là bằng dây dù siêu bền, bằng dây dù siêu bền. Thì đối với cái mẫu giò này ấy, thì có bảo hành cho các bác 6 tháng luôn nhé, 6 tháng các bác đánh không bị mục dây, không bị ải, không đứt nhé. Cái mẫu này là có bảo hành 6 tháng cho các bác, một bù một nha. Cái mẫu này là mẫu giò bẫy cu gáy loại cao cấp nha các bác nha. Giò bẫy cu gáy loại cao cấp. Đấy. Cái này một bộ thì bao gồm có 10 chân các bác nhé. Một bộ gồm 10 chân. Đấy. Bằng cước này, cước màu vàng hung, màu ngụy trang ấy. Dây liên kết là dây liên kết siêu bền. Cái này nhé, các bác nhìn này, giò này là làm theo kiểu giò Thái Lan. Anh em đơn giản nhất gọi là giò cu này là giò kiểu giò Thái Lan này. Ở phía đoạn cuối này ấy, cũng có dây dù siêu bền luôn các bác nhá. Dây dù siêu bền và một cái khuyên đồng nhỏ á. Khuyên đồng nhỏ tí này. Đấy các bác nhìn không? Khuyên đồng rất là nhỏ ạ. Khuyên đồng nhỏ tẹo là veo này. Đấy. Cái khuyên đồng bé tí này. Cái khuyên đồng này là hàn theo cái công nghệ hàn bạc luôn đấy. Hàn bạc kim ấy. Đây. Cái giò này thì rất là nhạy nhá. Độ nhạy nó rất là cao. Nó không phải bằng cáp, nó bằng cước. Nó mềm, nó dẻo. Độ ngụy trang nó tốt. Thì các bác cắm vào hầu như là con bổi không thấy gì luôn. Đây, không thấy gì luôn nhá. Chân là chân bằng thép. Một bộ nó có 10 chân nhá các bác nhá. Dây dù siêu bền. Cái này thì anh em vẫn hay gọi là giò cu theo kiểu giò Thái Lan nhá. Giò Thái Lan. Đây giò Thái Lan làm kiểu này. Đấy. Giò Thái, cái này thì cực kỳ là nhạy, cực kỳ hiệu quả, có bảo hành cho các bác 6 tháng luôn nhá. Không có mục, không đứt. Để bao cho các bác dùng. Đây độ nhạy rất là cao nhá. Đây, sợi giò cũ này. Rồi các bác có nhu cầu thì liên lạc với lại shop nhá, theo các số điện thoại mà tôi ghi ở dưới phần mô tả ở dưới ấy. Thì ngoài giò cu ra thì shop còn có cả giò gà rừng, giò bẫy gà rừng cho anh em đam mê nhé. Thế rồi loa mồi, loa điều khiển từ xa, các phụ kiện săn bẫy. Thế cái mẫu đấy là cái mẫu giò bằng dây cước nhé, bằng dây cước, bằng dây gân và làm theo kiểu giò Thái Lan, nên là cái kiểu giò Thái Lan các bác nhé. Thế giò cu gáy thì còn có thêm một kiểu nữa các bác nhé, có thêm một kiểu nữa đấy là chân đồng cáp xe, làm theo kiểu manai. Nên đây là giò bằng dây cước, bằng dây gân này, theo kiểu Thái Lan này. Thế còn giò như này ấy, thì sẽ là bằng chân đồng cáp xe, làm theo kiểu manai hình chữ C nhé, theo kiểu manai. Thì mỗi cái có một cái ưu nhược điểm riêng, hàng nào cũng là hàng siêu bền, bao nhận cho các bác. Anh em mỗi người đánh quen một kiểu nhé. Có một số nơi thì anh em lại chỉ thích chơi cái loại cáp xe này. Có một số nơi thì các bác lại rất thích, rất chuộng cái loại bằng cước gân này, dây cước này nhé. Thì anh em tùy theo cái điều kiện thực tế anh em dùng loại nào quen thì anh em chọn lại đấy nhá. Đây.
giò này giò kiểu Thái Lan, cái giò này là giò kiểu Malay, cái giò cu gáy đấy, mong được phục vụ các bác đam mê chơi nhá. Các bác theo dõi kênh YouTube của shop, vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh, các bác bấm luôn cái chuông thông báo bên cạnh nhé, để các bác nhận được những thông báo mới nhất mà shop đăng tải những video giới thiệu sản phẩm mới đối với các bác nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác, mong nhận được sự ủng hộ của các bác, nhận được sự ủng hộ các bác nhé. Mong giao lưu với anh em toàn quốc. Shop là ship hàng COD, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng, luôn luôn là như vậy nhé các bác nhé. Nhận hàng qua bưu điện hoặc bên Việt chuyển phát Viettel, nhận hàng, đồng kiểm hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Thế hôm trước tôi còn giới thiệu chi tiết cái bộ dạng Malay rồi, hôm nay tôi giới thiệu kỹ cái bộ Thái Lan, là bộ giò Thái Lan, chân thép, bộ 10 chân, dây cước, dây dù siêu bền, màu tàn hình nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác nhé.